xin hỏi Bùi Quang Huy, cách đây khoảng 2 tháng khi mà Bình Định thắng Nam Định số 1 thì Huấn luyện viên Việt nói Bình Định là đội phản công hay nhất của Bình Định. Nhưng mà trong trận đấu hôm nay khi mà Bình Định có lợi thế lần thứ 8 nhất thì có vẻ những cái việc mà áp đặt thế trận như vậy không phải là thế mạnh của Bình Định. Các bạn cũng biết rồi, đội chúng tôi là một đội yếu, trung bình yếu ở giải V-League này. Nên chúng tôi luôn chọn phương án là phòng ngự phản công. Và chúng tôi biết biết thân biết phận chúng tôi. Nên khi mà có một thế trận áp đặt thì chúng tôi cũng hơi khó. Vì các bạn thấy con người chúng đội chúng tôi nó chỉ thế. Chúng tôi cố gắng chắc chiêu từng điểm. Và việc đối với đầu với đội, Thể Công Viettel là một đội bóng rất mạnh. Các bạn đã biết. Tuy trong thời gian vừa rồi là đội Thể Công Viettel là vị trí thứ hạng không tốt. Nhưng mà đội Thể Công Viettel là đội bóng rất mạnh, họ có rất nhiều cá nhân xuất sắc. Bằng chứng là họ có khoảng 8 tuyển thủ quốc gia. Có một huấn luyện viên Đức Thắng là rất là giỏi, các bạn nên biết. Nên việc chúng tôi có một điểm trên sân khách ngày hôm nay đó là điều đáng mừng cho câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định chúng tôi. Với trận hòa này thì đội bóng của ông đã san bằng điểm số với VKB Bình Dương và chỉ kém đội Nhì Bảng của Hà Nội có một điểm mà thôi, và kém đội Đồng Bảng Thiết Sơn là 9 điểm. Vậy thì với những vòng đấu còn lại thì ông có đặt một cái tham vọng gì, một cái giấc mơ nào đó để có thể là cảm ước Thiết Sơn Nam Định? Chúng tôi đâu có gặp lại Nam Định, Thiết Sơn Nam Định nữa đâu mà cảm ước. Chúng tôi nói thật với các bạn là mình phải nhìn vào thực lực thực tế của đội bóng mình để mình đặt ra một cái chỉ tiêu. Và chỉ tiêu đội chúng tôi là chỉ ở top 8, top giữa. Vì các bạn biết là năm nay nó không giống như các năm trước. Nếu chúng tôi mà như các năm trước thì chúng tôi đặt chỉ tiêu vô địch, tôi nói thật. Nhưng mà đội chúng tôi năm nay là một số các cầu thủ giỏi đã đi di chuyển qua các đội khác. Còn lại là cũng một số anh em cũng lớn tuổi nên chúng tôi biết cái thực lực của mình và chỉ mong rằng là có điểm trong từng trận đấu. Đấy là cái điều mà câu lạc bộ mong muốn, cũng như là cố gắng trong từng trận đấu là cống hiến những trận cầu hay đẹp mắt, đem tới cho khán giả những pha bóng đẹp hay. Trở lại với những diễn biến ở trên sân, ở trong cụ thể trong trận đấu ngày hôm nay thì ông cảm thấy như thế nào, cảm giác ông như thế nào khi mà kết quả là một đều? Tôi vui vì điều đấy. Vì trước trận đấu này diễn ra thì mục tiêu của đội chúng tôi hôm nay là một điểm. Và có thể nếu có thể, nếu có thể thì có thể hơn một điểm, nhưng mà một điểm là chỉ tiêu đội chúng tôi đặt ra ngày hôm nay. Các bạn biết là chơi trên sân hàng đẩy, đội Thể Công Viettel là một đội bóng mạnh như thế nào. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi. Đấy là cái mà chúng tôi đặt mục tiêu một điểm và chúng tôi hôm nay làm được. Và tôi cũng chúc mừng cho các cầu thủ chúng tôi đã đem về một điểm quý giá cho đội bóng của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì có thể thấy rằng là ở hàng phòng ngự thì Tim Trọng có rất nhiều vai trò. Anh lúc thì đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự, lúc thì đá trung vệ, lúc thì đá cánh phải. Và với một màn trình diễn ngày hôm nay và khi mà huấn luyện Kim Sang Sik ở trên khán đài, thì ông nghĩ rằng là liệu huấn luyện viên Hàn Quốc có bị ấn tượng ở điều này không? Và cái cơ hội để Đình Trọng quay lại đội tuyển quốc gia là như thế nào? Như các bạn đã biết, tôi đã từng trả lời phỏng vấn cho báo chí là Đình Trọng trước đây là một tài năng bóng đá Việt Nam. Đó là nhận xét của tôi. Và sau khi anh bị những cái chấn thương nặng ở hai đầu gối thì phong độ sa sút. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Đình Trọng đã rất cố gắng cùng với bộ phận y tế để quay trở lại một cách mà thuyết phục như bây giờ. Còn cái việc mà để Đình Trọng được gọi vào đội tuyển quốc gia không, đó là phần việc của huấn luyện viên. Họ xem thử là có phù hợp với lối chơi của họ hay không. Còn tôi nghĩ đối với tôi, Đình Trọng trở lại đội tuyển quốc gia đó là một điều rất bình thường. Cảm ơn mọi người.